Marketing vẫn luôn dẫn đầu về chất lượng dịch vụ khách hàng cho các khách hàng hiện hữu. Ở Net, chúng tôi đòi hỏi các Nester vẫn luôn phải tinh tế, thông minh trong giao tiếp để nhận diện, phát hiện ra nhu cầu của khách hàng để làm cho khách hàng hài lòng nhất. Bởi vì đơn thuần các bạn không chỉ là các tư vấn viên bảo hiểm đâu, mà các bạn còn là chuyên gia giải pháp tài chính cho khách hàng nữa. Với quan niệm đi đến cái giá trị dịch vụ tốt nhất đến những khách hàng, thì NextPayAI luôn có những quy trình cụ thể để làm sao đem cái dịch vụ của NextPayAI đến tận tay khách. Đầu tiên thì bước đầu tiên khi mà khách hàng nhận được cái tin nhắn khách hàng đồng, thì OIM tại NextPayAI đã có những cái tin nhắn hỏi thăm chúc mừng, cũng như đó là xin hẹn khách một cái ngày không xa tới để mà gia hợp đồng và đồng thời giải thích quyền lợi cho khách hàng. Tới khi mà đã gặp được khách hàng thì lúc đó OIM sẽ ngồi với khách lại nè, đem những cái món quà nè, đồng thời sẽ cùng với khách tìm hiểu lại những cái quyền lợi mình đã được đi tư vấn. Tại vì đôi lúc là sau một thời gian, một tuần, hai tuần thì khách hàng lại quên đi những quyền lợi này đi. Và đồng thời nếu như mà có những anh chị khách hàng, phần đồng nghiệp của họ mà có muốn nghe và muốn sự chia sẻ từ NextPayAI thì các bạn cũng sẵn sàng để mà hỗ trợ support. Và cái thứ ba nữa đó là sau từ 2 tới 3 tuần thì IM và NextPayAI vẫn luôn sẽ là nhắn tin nè, hỏi thăm nè, gọi điện này, có thể đi ăn chưa, hoặc là đem những cái phần quà bánh nước tại NextPayAI đến cho khách. Chỉ cần một chút xíu vậy thôi, nó cũng đem đến một cái điểm cộng nhất định để giúp cho khách hàng họ hài lòng và thích thú với NextPayAI hơn. Đặc biệt như thế này, với NextPayAI thì còn có cả những cái workshop này, event đó là một tháng khoảng tầm 2 lần để mà khách hàng có thể là tới cùng với gia đình, cùng với bạn bè, cùng với người thân. Tại vì khi mà họ tới với Net á, thì giống như tên gọi đó là tổ ấm, thì khách hàng sẽ được những cái trải nghiệm đặc biệt và chỉ có Net mình mới có. Thì lúc đấy cái cảm xúc cũng như là những cái tình cảm của khách hàng với bảo hiểm nó cũng sẽ dâng trào hơn rất là nhiều. Thì hy vọng là với những gì mà Phẩm đang chia sẻ á, nó cũng sẽ giúp cho các bạn có một cái quy trình cụ thể, rõ ràng và đem sự hài lòng của khách hàng đến với cho mình nhiều hơn. Cảm ơn. Bên cạnh đó, các Nester cần trang bị sự hiểu biết và sự kiên nhẫn để theo đuổi niềm tin vững mạnh đến với khách hàng bằng cách cung cấp dịch vụ tận tâm nhất. Khách hàng cần là chúng tôi có mặt ngay với đầy đủ những kiến thức đầy đủ và chính xác nhất để trở thành người bạn đồng hành đáng tin cậy. Tư vấn cho khách hàng hiện hữu mới khó thì cũng không khó, mà dễ thì cũng không phải là dễ nữa, vì họ luôn có những cái lý do để từ chối mình. Vậy thì có 3 cái lý do mà thường xuyên gặp nhất với khách hàng hiện hữu. Cái lý do đầu tiên là họ đang quan tâm đến các khoản chi tiêu khác, những cái vấn đề tài chính khác của họ. Với cái trường hợp này mình sẽ giới thiệu cho khách hàng về những gói đầu tư, những cái gói mà gia tăng giá trị tài sản của mình lên. Với trường hợp thứ hai là khách hàng đã có rồi, anh chị đã có rồi, anh chị không có mua nữa đâu. Với những cái trường hợp như thế này thì mình sẽ đặt vấn đề khác cho họ, cũng như là giới thiệu thêm về người thân, bạn bè của khách hàng. Và mình sẽ tư vấn dựa trên những cái nhu cầu về tài chính nè, giới tính nè, cũng như là độ tuổi của khách hàng hiện hữu, cũng như là khách hàng được giới thiệu. Và cái vấn đề thứ ba là cái vấn đề mà anh chị vừa thất nghiệp, anh chị không có nhu cầu để mua thêm. Vậy thì mình có thể giới thiệu công việc tại Nest cũng như là tại AI cho họ và cùng trở thành đồng nghiệp với họ. Vì thường tương tác với khách hàng hiện hữu của mình thông qua kênh Facebook và Zalo, thường xuyên trao đổi, chăm sóc cũng như là chia sẻ những cái chương trình mới từ công ty tới khách hàng. Ngoài ra thì Uyên cũng đặc biệt là muốn tạo những cái cuộc gặp trực tiếp với khách thông qua những món quà nhỏ, ví dụ như trái cây này, hay là những món quà quê, hay là những món quà sinh nhật chúng ta có thể mang tới tận nhà của khách, hay là mang tới công ty để tặng khách. Tuy là giá trị nó nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ tạo được cảm giác thoải mái khi mà khách hàng nhận nó, ta sẽ dễ kết nối với khách hàng của mình hơn. Trong tất cả mọi ngành nghề, dịch vụ khách hàng cũng luôn được quan trọng. Mỗi khách hàng một sách khác nhau, các chuyên viên tư vấn tài chính cần phải luôn thay đổi để hoàn thiện và hợp phù với khách. Thì của khách hàng nằm nơi nào, xu hướng hiện tại là gì, tất cả các Nester cần phải đáp ứng một cách hoàn toàn nhất. Thế nên ngày càng đông khách hàng đến với NextPayAI để được tham gia bảo hiểm nhân thọ. Với vai trò là cấp quản lý thì chúng tôi sẽ luôn tìm kiếm những chương trình mới này, những cái món quà mới để đồng hành cùng các bạn Nester, để làm sao cho giúp cho các bạn Nester sẽ luôn có những cái hoạt động chăm sóc khách hàng và giúp cho văn phòng Bitco luôn giữ vững là top 1 trong cái việc chăm sóc và hỗ trợ khách hàng. Hai các em là các Nester phải luôn giữ vững phong độ và chinh phục và đỉnh cao nhé.